Chào cả nhà, con chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Camilog nha. Cả nhà hôm nay Đổi đặt máy niệm Phật cả nhà. Thì hiện tại giờ Đổi đang ở trong cái khu Gò Mối nè. Nhưng mà đây là giờ này ban ngày thì mình đặt vô ở đây, mình có đặt có thể là bậc ba khu cả nhà. Lúc trước thì mình đặt mà mình quên, ở ngoài này cũng có mấy khu màu mà mình quên đặt tuốt. Bữa nay rồi mình trở đây mình đặt. Thì mình đặt xong mình sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Chứ hiện tại thì nói chung ra thì mình có một mình à, không có ai quay máy cho mình tự đặt, mình đặt xong rồi mình quay cho cả nhà mình xem. Thì bây giờ mình sẽ vô bên trong trước, mình đặt dài ra ha. Cái này chắc đặt được 3 máy. Đây trong đây có khu mộ cũng xưa rồi, nhưng mà mình cũng đặt một cái máy niệm Phật ngay khu mộ xưa này luôn. Xưa nhưng mà ở đây nó rậm rạp lắm cả nhà, thì mình nghĩ chắc cũng còn vong linh ở đây. Trong này thì khu Gò Mối này cả nhà cũng biết rồi. Rất là linh thiêng trong này. Bữa nay mình đi không rời, mình tính đặt máy lâu rồi nhưng mà trời á nó không có được. Tốt quá, trời mưa hoài cái mình không có đặt được. Hôm nay thấy trời cũng tốt. Thôi, mình đặt máy luôn. Cũng mười bữa nay không có mưa rồi. Tính đi hôm kia lần mà hôm kia bị vong vính cái gì mệt quá không đi nổi. Bữa nay mới đi được. Mình sẽ đặt ngay chỗ này một máy nè. Mình đặt xong mình sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Mình sẽ đi qua cái khu bên kia nữa cả nhà, thì mình đặt khu Gò Mối này được 3 cái. Thì mình sẽ đi lên mấy cái khu kia nữa, còn nhiều khu lắm. Tại lúc trước mình đặt là mình lựa mấy khu lớn mình đặt thôi, còn mấy khu nhỏ nhỏ thì mình chưa đặt. Bây giờ mình kiếm lại những khu nhỏ nhỏ, những khu khoảng 10 mồ, 5, 7, 8, 9 cái mồ gì đó thì mình sẽ đặt. Mình thấy trong kia có một cái khu mộ nữa cả nhà. Chắc mình vô đó mình đặt thêm cái nữa quá. Mình đặt rồi mình quay cho cả nhà xem ha. Đây mình đặt mấy khu nhỏ không thôi nha. Vừa gì nè, đây được cái là mình được 5 cái rồi đó. Mình sẽ đi cái khu khác nữa nghe cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mình sẽ đi chỗ khác nghe cả nhà. Thì cái nhà mình thì có một mình thôi, mình rút ngắn thời gian đó nha. Mình đặt rồi, mình cúng xong rồi thì mình mới quay cho cái nhà mình xem. Thôi bây giờ mình sẽ đi thêm một chỗ khác nữa nha cả nhà. Mình đặt được 7 cái rồi. Nãy giờ chạy cũng hơi xa, mệt thiệt. Cố gắng nha cả nhà. Mình sẽ vô trong cái khu trong đó cái nữa nha. Tiếp tục đi khu khác nha cả nhà. Đây là cái khu mộ giữa đồng đó nha. Mình đặt cái máy ngay chỗ này à, nắng vẫn chiếu vô bình thường.
cả nhà thấy bên đó có một cái khu mộ, mình sẽ đặt một cái máy bên đó nữa. Thôi bây giờ mình đi ra ha cả nhà, mình qua bên kia mình đặt ha. Cái này nữa là mình được 10 cái rồi, còn 10 cái trong túi. Nãy mình đặt bên cái khu mộ bên đó đó cả nhà. Cái này nữa là được 11 cái rồi. Nói chung quay đi chỗ này nãy giờ mình chạy cũng hơi nhiều á, nhiều khu. Cái này đặt không có khu lớn, cái nhà nhỏ nhỏ mà tầm mười mấy cái hồ như vậy nè. Thì mình đặt một cái mỗi khu một cái. Ở đây thì nó ngay ngoài đồng này kia thì rất là nhiều mồ, rải rác vậy đó, chứ nó không quy lại một khu. Cánh đồng này nó đang lúa đang là mới xả lại thôi, nhưng cũng đẹp đó nha. Rồi, bây giờ mình đi chỗ khác nữa nha. Đây là khu ghi đĩa Cò Nê nè cả nhà. Thôi mình qua bên kia mình đặt cái máy nữa nha. Ở đây rất là nhiều mồ cả nhà, cái kiểu như là không ai lại chăm sóc á, mồ bị dây leo leo hết trơn à. Đây là cái mồ nè, đây là tính ra gần mười mấy cái mồ ở đây luôn mà dây leo leo quá trời luôn. Thôi mình đặt như thế này thì vong linh phước mặt phước mài nghe thì họ niệm theo, giờ mình cũng biết làm sao nữa. Thôi giờ mình đi chỗ khác nha, mình đặt được cái này nó 14 cái rồi đó. Mình chạy cũng giáp hết rồi cả nhà, giờ không biết đặt đâu nữa. Được 15 cái rồi, giờ ở vô vòng vòng khu giật gần nhà thì mình đặt cũng xong hết rồi. Thì chạy kiếm chỗ nào còn chỗ nào nữa thì đặt tiếp, còn không nữa thì đi xa hơn cả nhà ơi. Cái khu này thì cặp mấy đường lộ, mình đặt cái máy niệm Phật tiếng nhỏ thôi nha. Thôi giờ mình chạy đi thêm đoạn nữa coi có khu nào nữa thì mình đặt, còn không nữa thì thôi mình về, cũng chiều rồi. Cái nhà mình đặt cái này nữa được 17 cái nhưng mà hết chỗ đặt rồi. Cái nhà thấy gọn đó không? Đó cái gọn đó là cây còng cái nhà, cái còng mà mình nhốt ba con quỷ à. Thì khoảng thời gian sau á bị đốn luôn. Hình như là mấy cây nào mình nhốt quỷ vô là bị đốn trơn à. Không hiểu nổi. Chắc là người nhà xem nó thấy ta đốn. Ở ngoài đó còn rải rác khu mồ mà nằm giữa đồng không, mình không ra được. Thì cái nhà mình đặt thì tổng là 17 cái máy. Thì có cô Huệ là cô gửi cho mình là 30 máy, thì mình mới đặt 17 thôi, còn 13 máy của cô Huệ nữa. Và 20 máy của một người chị bên Mỹ cả nhà. Thì mình cũng không biết là chị có cho nó tên hay không, cái đấy nữa mình hỏi ý chị cái nữa. Thì 20 máy đó nữa là tổng cộng là còn 33 máy dưới một chục cái máy của chị ở Cần Thơ. Tổng cộng là còn 43 cái máy nữa đó cả nhà. Thì 43 cái máy này nữa thì mình phải chạy vòng, tính ra chắc mình phải đi xa rồi. Thì hôm nay mình chỉ đặt vòng ở vùng quê mình được có 17 cái máy thôi. Thì còn 43 cái máy nữa chắc có lẽ là Đỏ phải đi xa. Thì hôm nào đó đi đặt máy niệm Phật thì Đỏ không có đi ban đêm được đó nha. Đỏ chạy xe cũng xa, cũng nhiều chỗ, không phải một chỗ để mình đặt hết được mấy chục cái máy đâu. Mình đi nhiều khi giáp, mình đi có mấy huyện luôn á, 2-3 huyện để mà mình đặt máy, cho nên thì nó cũng mất thời gian nhiều lắm, mà mình chạy xe cũng suốt ngày luôn á để mình đặt những chiếc máy niệm Phật. Chúng khu mộ, khu nghĩa địa nào lớn thì mình đặt được nhiều máy, còn những khu nhỏ nhỏ như thế này á, 5-10 cái mộ á thì mình chỉ đặt được cái máy thôi, và mình đi tiếp tục mình đi khu khác. Thì Đỏ cũng đang cố gắng để mà đặt cho xong đó nha, để gần Tết rồi. Những cái máy niệm Phật của cô chú anh chị gửi cho mình thì mình hoàn tất cho nó rồi, để
ăn Tết. Thì cả nhà giờ Đỏ xin là dừng video nha, hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha, để Đỏ trở lại cái ông quỷ mà ông nói là đệ tử của ổng, nhìn giống ổng thì mình cũng nghi nghi lắm cả nhà, giống ông quỷ chúa mà không biết như thế nào, để khi mình đến vô tới giọng có lẽ là mình sẽ dùng cái biện pháp là nó hơi cứng hơn chút xíu cả nhà, để mình giữ ổng lại. Rồi thôi giờ cả nhà, mình chưa làm được thì mình chưa dám nói, để mình khi nào mà mình tiếp xúc được với ổng, mình giữ ổng được thì mình bắt đầu mình sẽ hỏi ổng thêm. Bây giờ bye bye bạn cả nhà, một clip tiếp theo nha.